Hello các bạn. Sáng mình lấy cái keo để mình vớt cá rồi mình thăm đó. Giờ mình qua bên đây mình lấy cái keo để mình vớt cái bầy rồng tím lên mình thăm coi coi cá đồ ngon lành không nha anh em. Tại vì nhìn ở trên xuống thì thấy cá cũng khá là ngon đó mọi người. Bên đây nè mọi người. Đó. Bầy rồng tím mình nhốt ở bên góc nuôi cá bên đây nè. À, bầy này nè các bạn. Nay nước hơi đục rồi. Thì sáng nay mình có chút xíu nắng đó cho nên là mình cũng cắt trống máy cho cái bầy Metalurus với lại bầy Dumbarata xong rồi anh em. Chuẩn bị là sẽ hút cặn thay nước cho gốc nuôi cá bên đây trước rồi sau đó mới làm cho bên kia. Gốc nuôi cá trong nhà thì hồi sáng nay mình làm rồi. Nè, Metalurus mình mới vừa tắt trống máy nè mọi người. Bầy này thì mình sẽ đem vô nhà nha. Đó, Dumbo thì bên đây nè. Để lát qua bên đó thăm bên đó sau nha các bạn. Bây giờ thì ngắm bên này trước cái đi nè, nhìn cái phần lưng nhìn trên xuống thì khá là ngon ha. Để mình coi cây đây đây nè mọi người. Giờ giờ xích ra đây chút xíu cho sáng sáng chút xíu các bạn, mình phải mở đèn rồi lên thêm nữa mọi người. Nói chung thì bản màu của bộ này khá là ngon, tia đồ đẹp nha, BDS đồ ra BDS rồi đó. Tỷ lệ nhiễm thì mình thấy cũng tương đối là ít chứ không nhiều nha anh em. Đó. Đang lên Platinum nha các bạn. Khá ổn. Bài này xét về tỷ lệ nhiễm thì mình thấy cũng ít. Ha, màu đồ cũng khá chuẩn. Màu đồ rất là đậm chứ không có nhạt. Đó, nuôi cái dòng rồng tím này thì mọi người nuôi lằn xanh nha. Nành xanh là đẹp nhất, đưa lên nành đen đó là cái màu của cái gân cái tia sẽ bị cái chỉ gân đuôi nó sẽ bị đen đó, mà đưa lên màu trắng thì ra sẽ ra cái màu bị nhạt lắm anh em, cái màu bị nhạt nhìn xấu, mà màu tím như là màu xanh mà ra cái màu nhạt quá nhìn xấu đó, cho nên là mình nuôi trên cái nành xanh để cho cá lên màu đậm chút. Là Dumbo là mọi người, cái này là hai bầy mình nhập lại nha, bầy lớn bầy nhỏ, xây xích cũng không nhiều đó. Này còn lặp lại nữa nha mọi người, chứ không phải là để vậy đâu, này còn lặp lại nữa. Bô khoi bên đây nè, bô khoi này thì mình mới vừa dở cái miếng che nắng bớt để sáng ra có nắng vô hồ chút xíu mọi người. Mấy ngày hôm nay lạnh quá, mấy ngày hôm nay mưa khỉa luôn đó các bạn, cho nên lạnh dữ quá ha. Chuẩn bị là thả cá bọt này xuống nữa nè. À quên, mình đang chuẩn bị ngâm hồ này. Hồ này phải ngâm rồi mọi người. Nói chung khỏi ngâm cũng được, chủ lôi xuống rồi chà cho sạch rồi vô nước lại nuôi cá cũng được nữa mọi người. Khỏi ngâm cũng được, nhưng mà mình sẽ giữ lại một chút xíu nước cũ này nha. Nước cũ này coi vậy chứ hệ vi sinh khá là ổn. Đó, vô nước mới mình châm chút xíu nước cũ vô cho hệ vi sinh mình nó mau mau cân bằng hơn anh em. Còn bài này nè, quá đông luôn nè các bạn. Để vớt bài này luôn, sẵn có cái keo đây. Bài này mình cũng cần coi 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 cá rồi bung như thế nào. Ngon lành, Meta Blue Rat. Đều, bài này đều cá thiệt mọi người. Đều cá. À. Bài này đều cá nha các bạn. Kê sát vô cho mọi người dễ ngắm. Cái chuyện mà lên meta đồ thì cũng phải có tỷ lệ chứ anh em, chứ đâu có thể nào mà một bài mình sẽ lên hết được đâu. Nhất là cái meta Lorat nè. Đó. Cũng lên rồi cũng sẽ có tỷ lệ. Rồi còn nhiễm đủ thứ trong đó nữa mọi người. Rồi như cái bé này đẹp nè các bạn. Bé này nè. Hơi nhát, mới dốt ra hơi nhát nha mọi người. Meta Bura. Đây bên đây là Dumbo Koi. Đó, đang chớm lên Koi á mọi người. Nói chung là bài này tơ mềm à. Đây mình còn bài Dumbo tơ nữa nè.
bầy này thì mình dồn 2-3 bầy cá con lại, cho nên là cá không được đó, thường 27 đó mọi người. Nè Ivory mình tưởng giống lại rồi nè anh em, cũng mình thấy cũng có bầu bì rồi đó, ngon lành nha. Mình kỳ này là mình hy vọng là sẽ suôn sẻ, làm lại thôi mọi người. Cây này mình tuyển cái đuôi là cái đuôi rô nha mọi người. Đó các bạn thấy cái đuôi cá mái quá sức luôn không? Chẳng những tia đẹp mà còn lên cái bảng đuôi, các bạn thấy rất là dày. Đó. Cây này mình sẽ có cái vàng, nếu mà suôn sẻ đâu các kiểu thì mình sẽ có vàng Theory ở cái bảng đuôi hơi bị xịn. À cái bé này sao hôm bữa mình không thấy nhiễm miếng mà nay thấy nè mọi người. Hơi lem miếng rồi. Cái đuôi hơi lem miếng rồi. Các bạn thấy không? Hơi lem, hơi đỏ đỏ. À, do ánh đèn của mình ta. Tại vì mình có mở đèn của điện thoại đó anh em. Bé ngọt. Rồi có cá bột cái rồi là nhẹ người thôi anh em. Này thì nay bung rồi thấy ngon lành lắm. Qua văn thân rồi, test cái nắp. Đó, anh em là muốn nuôi dòng này thì cứ liên hệ với mình. Hơi bị đẹp luôn nha. Nát kinh đồ dữ dội luôn á. Abrero đó bạn. Đáng lẽ là cái thời điểm này là mình phải thúc trùng cho cái bầy này, nhưng mà mấy bữa nay lấy trùng chào hoài mà không có, nay 2 ngày rồi mọi người. 2 ngày rồi chưa có trùng. Ở thúc trùng bầy đó là sẽ mau phát lắm, mau phiệt. À bé cá mái nó bầu nữa hay gì rồi nè. Này là Red Ear C2 nha. Nhưng mà mình làm riết mất tiêu cái Red Ear rồi. Tại vì mình để dí tùm lum á mọi người. Đó. Thành ra là mình nói với mọi người là tác hại của cái việc mà mình không kiểm soát, không có tách trống máy sớm để đẻ lưu ầm thì cái bộ gen sẽ càng ngày càng đi xuống. Như cái Red Ear này là càng ngày càng mất cái Red Ear luôn. À, mình bắt đầu là mình làm cái bộ này lại. Bộ này mình mua lâu rồi. Nhưng mà nè, con bé trống này tả quá nè. Nhưng mà hôm bữa mình không có chú tâm anh em. Nuôi về thả bỏ đó chứ không có chú tâm, không có dạng như không có muốn làm nhiều quá. Nuôi chơi chơi vui thôi. Đấy, nhưng mà cuối cùng là lại đam mê lại nữa rồi. Phải nói cái dòng này chưa bao giờ, mình nói là chưa bao giờ cái độ đẹp, chưa bao giờ gọi là lỗi thời anh em. Thiệt luôn, còn bộ Corret. À, rất là thông dụng nha, nuôi top view con rất là đứng top đầu rồi. Mà si thu cái nữa là rất là đỏ, anh em thấy đỏ đỏ đè luôn. Bé cá mái này bụng căng căng nữa rồi nè, chắc bầu nữa rồi. Đó. Bày cá bột bên kia rồi, bên đây mình còn bày nữa nè. Đang chấm chớm lại thôi mọi người, đang chấm chớm nuôi lại thôi. Cho nên là chưa có nhiều đâu anh em, chừng nào có nhiều đi là mình giới thiệu với lại mọi người. Đó. Có mít đầu nữa. Ha. Nè bên đây mình còn được 5 bé, trong đây có 2 bé cá mái và 3 bé cá mái và 2 bé cá trống. Này thì không thấy lên tay, không thấy gì hết trơn á mọi người. Để mình làm tiếp coi sao. Ok. Nuôi top view vậy cũng ngon rồi anh em. Cái này mình đang để mình vớt bài này lên coi coi. Mình cũng muốn coi bài này. Bài này coi có lên nắc kinh không. Ai có nha anh em. Có nha. Màu mè đồ cũng ngon lành. Nha. Có lên nắc kinh nha. Đó. Mọi người thấy không? Rồi ok, vậy là được rồi. Các bạn biết sao không? À, cái dòng rồng đỏ Netkin, rồng đỏ Indo đây nè. Thì mình ghép những bé cá nhiễm của cái dòng rồng xanh Indo với lại những bé cá mái của vàng rồng đỏ Thái thì nó mới ra vậy. Ha, qua văn thân thì giống bố cho nên là sẽ tuyển những bé cá trống nhiễm của rồng xanh Indo. À, rồi ghép chung lại cá mái của Thái sẽ ra được vàng hoa văn như vậy.
đỡ 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 tốn con giống chút xíu mọi người, làm để nuôi chơi thôi mà. Lúc trước mình cũng có một bộ lồng đỡ Indo khá là ngon mà lâu quá rồi cái mình bỏ các bạn. Nói chung nuôi cái dàn rồng Indo á, dàn rồng đỏ Indo thì mình thấy cái dàn body không được gọc dữ, không được gọc là bự á, không được lật dữ, cho nên là mình nản, thấy cái lưng quằn quặt mình chán sớm. Bởi vậy lúc đó mình bỏ. Hôm nay là làm lại đồ chút đỉnh nha mọi người. Đó, ngon lành ha. Có lên nách kim là được rồi. Có ra cả sọt nè. Mình thấy ra cả sọt nè. Mà lép quá. Đúng lép luôn, cái bài này đúng lép luôn á mọi người. Thấy lẳng mẳng, không có bự cá dữ. Thôi kệ, từ từ anh em á. Từ từ rồi. Cải thiện lại chút. Nói chung nhiều khi mua cá giống về mình cũng phải cải thiện lại mọi người. Mình mua đồng ý là cái bộ cá giống của người ta cũng đã đẹp sẵn rồi, về mình cũng phải cải thiện cái kiểu mà theo kiểu chọn lọc gen đó, cải thiện lại cho nó vừa ý của mình đó. Chứ không có cái bộ cá nào mà khi không mà nhảy ra và vừa ý các bạn liền được đâu. Nhiều khi phải mua cái bộ cá mà mình thấy cái bộ này đẹp, mình về mình cải thiện lại theo cái ý của mình đó. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại các bạn vào tối ngày mai. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ha. Này thấy buổi sáng có nắng nè, không biết chiều có mưa hay không. Bão vô tới nó rồi anh em. Bye bye các bạn.